15k bao bo cũng được 150g. Im ghê mấy ní ơi. Sáng nay lên kiểm tra sức khỏe mấy em hoang dã nè. Bữa giờ úp mấy con hoang dã này đó. Anh em cũng mê lắm nha. Đó, bữa nay á đi giao cho anh kia 4 con luôn. 4 dòng khác nhau. Xong rồi á mình đi ghé thăm cái ao bo bo của anh trai kia nuôi nha. Nghe nói số lượng cực khủng luôn. Cái ao nghe anh nói á đâu đó 4.000m². Trời, nghe là tò mò liền mấy ông. Đi liền. Kiểm tra sức khỏe thấy mấy em cá ok hết rồi, giờ thì vô bọc giao cho anh trai thôi. Mấy con hoang dã này nè, vô bọc á là nó sọc dưa nó nhạt màu, mình về mình dưỡng lại là nó đậm lại ok nha. Đó, lá bàn, muối hột đồ vô. Đó, bữa nay á có tặng cho ảnh thêm một con và bịch cám nữa nè. Giao cá xong rồi á tôi đi ghé cái ao bo bo mà cái ông kia hỏi cái hồ câu chí tại đâu, ông chỉ tôi ra ruộng luôn. Trời ơi, giờ phải dòng ngược ra sẵn ngắm cảnh luôn mấy ông. Chạy hồi cũng tới nơi nha, hồ câu cá Hoàng Phúc, đi vô 300m nữa rồi tới hồ Chí Tài, rồi sau đó kêu anh trai chủ ao ra rước luôn cho chắc cú nha mấy ông. Đi một hồi nữa là tới công chuyện luôn á. Đó, giờ thì chạy vô thôi. Vừa vô thấy cái ao rộng khủng khiếp luôn mấy ông ơi, 4.000m² là có thật nha. Tí mình để địa chỉ ở cuối video, anh em nào á có cần bo bo thì liên hệ anh Lộc nha. Thì lúc này á mình đi 11 giờ trưa rồi, nắng rất là nắng luôn. Ảnh cũng ráng anh lấy cái vợt ra, ảnh vớt đại cho mình xem nè. Đó, mới kéo một vợt thôi á, bo bo không có thấy nó nổi mà vớt vẫn có nha. Đây, một ngày cũng 20-30kg luôn. Anh em nào nuôi cá hoặc cửa hàng ở khu vực Tân Tạo A, Bình Tân á, có thể ghé anh Lộc lấy nè. Số lượng cực khủng luôn, có điều mỗi ngày cho anh em luôn nha. Đây là 15k, anh Lộc vớt mẫu cho anh em xem nè. Cũng được 150g á, nguyên một cục luôn, về cho cá ăn mê. Mình để địa chỉ ở đây nha, anh em nào ghé thì ủng hộ ảnh. Máy yêu à.